ông ấy không lại xài hack anh em ạ. Ông bảo là bản hack kiểu có ghi là chạy nhanh được mà chạy nhanh đéo được. Nani? Ôi mẹ nói đùa mà thật à? Cái gì vậy? Nghe rồi. Má. Trời má, nghe chúng nó ổn con. Rồi tôi không biết là thằng nào con trai, thằng nào con gái luôn á. Chúng nó ồn vãi lìn. Giọng thì rè rè man. Giọng nó rè rè man. Hoặc là con tiếng con nít. Thật sự tôi không biết giọng này giọng nào. Đứa nào mà để tiếng nó vọng lại vậy? Hôm qua em xem bị cúp điện à? Ui Lin cậu đi cụ. Thế mà mấy đứa kia vẫn nghe được tiếng bọn này nói, tiếng thằng đấy nói chuyện à? Mấy lần trời ơi. Thế tôi rất là ghét những thằng nào mà mẹ vô trong game. Tôi không biết là cái này người ta chơi điện thoại, người ta bật mic lên thì nó sẽ vọng lại hay không, nhưng mà có nghĩa là nó đang chơi game. Nếu là bằng điện thoại, tôi đang chơi bằng máy tính, nhưng mà nếu mà chơi điện thoại đi thì nó để ra ngoài. Chơi game điện thoại để ra ngoài thì đéo thể nào nghe tiếng chân được. Còn ngược lại mà nó chơi game bằng máy tính á, mà nó còn để loa ngoài để nó chơi game á, ôi vãi. Thằng này tôi ghét, rất là ghét những người như vậy á. Nó cứ vọng lại cái tiếng, cho dù là tôi muốn nghe những người đồng đội mình, kiểu mấy thằng đồng đội mình nó nói cái gì, kiểu nó thông báo chỗ này có địch chỗ kia có địch thì tôi cũng muốn lắm, nhưng mà mẹ bây giờ mẹ thằng Lin nào cũng để cái loa ngoài, thế thằng kia bắn tôi nghe tiếng xa xong nó vọng lại trong cái tai tôi thêm lần nữa, mẹ khốn nạn. Giờ nó mà thông báo cái gì thì mình lại đéo nghe. Có người yêu chưa? Tất nhiên là rồi. Ôi đi cơ mà. Tốc độ chuột của này hơi nhanh anh em ạ. Tốc độ chuột của của cái holo này hơi nhanh, tôi kéo đéo được. Sorry anh em. Con mẹ. Ôi cái đít. Cụ này. Anh ơi, tôi report đồng đội này. Ôi con mẹ thằng Lin kia hack nhá, thằng Lin can gian gian nhá mẹ. Ok mày quá. Ôi má cái thịt. Let's go where? Đéo thấy anh em ạ. Thịt mẹ xăng rồi, let's go. Thịt mẹ xăng rồi cậu ạ. Let's go đây ạ, ok. Thử top 1 bằng bom nổ hả? Ok cậu. Nếu mà mình có cơ hội mình chọi bom xuống. Ôi, hai viên dính hết hai viên. Enemies ahead. Không muốn cọp, không thôi. Thì nó để cái đầu nó nhỏ thiệt chứ ha. Đầu nó nhỏ lắm luôn á. Khó bắn lắm. Nói cái này thì khó bắn quá. Thiệt. Để xấu rồi. Oh, fuck man, súng này giật quá anh em ạ. Giật lắm. Đổi chỗ.
Fuck. Thằng Lee nó bắn gục mình nhanh đấy. Fuck man. Team nó, ôi, team nó 3 thằng ạ. Mà tôi đéo biết thằng thứ ba ở đâu. Thật. Bây giờ sao? Tôi muốn coi lại. Tớ lại tớ bắn cậu kia trước. À đây rồi, đây rồi, đây này, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Tớ bắn cậu kia trước đúng không? Ok luôn. Cho chạy chậm chậm lại coi thử nè. Bắn cậu kia trước. Ok, cũng phải 3 viên dính. 3 viên dính. Trong lúc đó thì không có thằng nào xung quanh bắn mình. Máu của nó xịt rất là nhiều trong khoảnh khắc này. Phải bắn hết sọt rồi không bay? Đéo. Nó bắn một viên vô giáp và một viên hết sọt. Và thế là hết. Giết tôi chỉ vội vẹn trong hai viên. Wow. 15 minutes later. Mẹ carry cũng đéo ra carry. Nên là cũng phải thả sớm vậy. Mấy cái lin này, mày tính bay đi đâu vậy? Đi các mẹ. Thả vậy khi nào mới tới nơi? Ôi trời ơi. Trời ơi đi. Đéo có gì nhiều để nói chuyện mấy ông này. Đây cần chuyên nghiệp đúng không? Ủa, cần một tuyển thủ chuyên nghiệp có khác. Chơi khác biệt với mọi người còn lại. Cần của tuyển thủ chuyên nghiệp nên mà sau này anh em sẽ thấy mẹ Divine Chani hay là Evot mẹ, hay là Game Home Chani. Ôi nhẹ quá vãi nồi. Mà đời mà cậu. Có gì mobile để được chơi, để được chơi, đi giải giải lập đâu cậu. Bình thường nó không lag đâu nha, có người mới lag. Cái người nó bắn chết chứ là hết lag. Bình thường không lag có người mới lag. Và người đó bị bắn chết thì mới hết lag. Đó là một cái tính năng của hack hả mấy ông? Ủa mấy ông này xài hack anh em ạ. À. Ông bảo là bản hack kiểu có ghi là chạy nhanh được mà chạy nhanh đéo được. Nani? Ủa đi mẹ nói đùa mà thật à? Crash rồi. Ban game rồi, bay game rồi. À chưa. Chắc anh đi tắt lẻ. Làm sao để giết được thằng đồng đội mình ta? Làm sao để giết được thằng đồng đội mình anh em? Chúng ta phải tìm có cách nào đó bí mật để giết thằng đồng đội mình. Ném bom à? Bom thường. Bình thường bom đâu chọi chết được đồng đội đâu ta? Chọi chết được không? Ok ok vậy đi. Bây giờ chúng ta sẽ chơi kiểu liêm sĩ đéo gặp này nữa đúng không? Liêm sĩ đéo nữa. Bây giờ khi mà chúng ta kiểu đang combat á, chúng ta chọi bom vô. Thằng đi nó tên gì? Mấy lát là biết rồi đó. Này đúng không? Này đúng không? Ok. Này số 1 đúng không? Ok, tí hồi nó combat mình sẽ chọi bom và thẳng đội hình. Đội hình mẹ team mình. À. Chọi bom được đội cứu. Đấy thế vấn đề là chúng nó sẽ tới cứu. Được. Bây giờ mình kiểu mình chọi bom. Đấy, gặp mà hack trong team mình chọi bom xong mình bảo là ơ, tao xin lỗi. Ồ, đó, vô tội liền. Đó. Tao tính bom khói. Đó, đúng rồi. Rút chốt ra xong lại gần à. À hồi trước đây tôi có làm một phát rồi là kiểu cho nó chở mình á. Rồi sau mình ngồi xong mình rút chốt bom á, xong nổ bùm phát. Ném bom tới bom lửa. Đúng vậy. Đúng là như vậy anh em ạ, đúng rồi, chúng ta phải tìm một quả bom lửa nữa. Chúng ta phải tìm một quả bom lửa, thế mới chắc kèo, hợp lý anh em ạ, hợp lý. À. Yên tâm, tôi sẽ tìm được mẹ quả bom lửa để tôi chơi thằng này không. Hiện thời nó đang cười rất là đắc chí, anh em có thể nghe được là nó đang cười rất là đắc chí. Đấy, cả đồng đội của nó nữa, đang rất là đắc chí là ván này thắng chặt mẹ rồi. Đâu có ngờ, nuôi ong tay áo, đâu có ngờ. Hát mà nó... Đủ mấy tôi mong là mình đéo chết trước khi mình tới chỗ nó. Tôi cũng hát lát rồi. Đại cuối bò chúng ta sẽ giả vờ giết nó đúng không? Sẵn không chơi hoài hai quả bom thường. Cũng được nhưng mà rất có thể sẽ giết nhầm cả mấy thằng đồng đội nữa. Thằng đồng đội đéo có tội anh em ạ. Đây rồi, thời điểm sắp tới rồi anh em ạ. Anh em chờ nó thời điểm sắp tới. Trời đất mẹ ơi, tới luôn, phải cứt thiệt.
Chúng ta sẽ ăn chặt hạng 2 ở đây. Bởi vì thằng Bo vẫn còn, thằng H vẫn còn sống. What the fuck is this shit man. Ô thằng H đang đi một cái kiểu gọi là đi viền Bo. Ôi ảo rượu vãi nồi mà nó đéo chịu chết anh em. Chúng ta bắt buộc phải giết nó trước khi tới vòng cuối. Bây giờ còn 6 người. 6 người, 3 thằng. Số 4 tao chết rồi. Holy fuck, bọn nó ở bên kia. Mẹ một điên. Chết rồi, đứng như này. Ê. Từ. Mẹ nó chơi một viên tôi chết biết không ạ? Đúng rồi, không nó lấy ông tính mà. Đi cụ thể thể đi mẹ cái đạn ném bom đó nếu chúng thôi anh bị không bị ăn ban rồi, không bị ăn ban mày quá. Câu thằng hắc khác. Ok. Cái xuống. Ok thì chúng ta thấy được rằng là tuyển thủ tôi là tôi, chúng ta một trong những thanh niên cam đoan là không hắc, thì trong tuyển thủ mẹ gọi là đứng đầu, mẹ bấm gì vào bàn ta chết con mẹ rồi, tôi chưa kịp cát gì hết mẹ. Thực sự là mình kiểu có một cái lời nguyền là khi mà mình cát một thanh niên nào đấy thì đéo bao giờ thắng được.